Ok, thì hôm nay là lâu lắm rồi mới thấy lại cái cảnh nổ cốm đây nè. Hồi xưa là tuổi thơ thôi, giờ lâu lắm rồi mới thấy lại nè. Đó. Cái chảo này to dữ vậy ha anh. Cái chảo to quá trời to. Chảo này chảo nhỏ đó chứ. Dạ. Chảo này thường 9 chỉ. 9 chỉ. Ở cái này là cái gì vậy anh? Trong chảo là cát. Cát. Cát nó mới xúc ngón. À. Ủa vậy là hồi mình nổ cốm mà cát này nó còn trong đó luôn không? Còn chứ. Dạ. Sàn rộp đó hết. Dạ. Cái này là chấu nè. Rồi cốm kẹo. Cái này cũng như lúa mình phơi khô đúng không anh? Đó. Nhưng mà phải mua lúa nổi mới được chứ không phải lúa nào gan cũng được. Ủa lúa nổi là sao anh? Mình mua về á mình bỏ ra làm gan nó nổi được số lượng nhiều quá. À. Cái này là giống này 504 hay gì vậy? Hay là cái giống như là lúa gì? Dạ, giống mới đủ thứ giống chứ không. Dạ. Dạ. Ở đây là cái bao này nó cốm đã nổ rồi nè. Đó thì hình như là đây là anh cũng đi sức đi chỗ này chỗ kia hay gì nè cả nhà ơi. Nên là rất là vô bao rất là nhiều luôn. Đó, nguyên một cái bao cốm rất là lớn nha. Lâu lắm rồi không có được ăn cốm này, hôm nay ăn cốm. Nguyên một đậu phộng quá trời đậu phộng này. Ờ cái này mình lửa khoảng bao nhiêu mình có thể là mình gan chút nó nổi nữa, chút xíu nó đủ đồ nóng. Dạ dạ. Ồ cái nguyên một cái nhà máy này rất là lớn luôn nè. Đó. Nguyên cái chỗ nấu cơm nè, nguyên một cái khu luôn. Hôm nay là mình đi ra chiều đó nên là rất là ít nha. Nếu mà mình đi rất sáng á là những ngày cuối tuần là ở đây rất là nhiều luôn. Thì ở đây là đối diện với chỗ mà khu du lịch Coco Home nha. Coco Home ở Long Hồ Vĩnh Long. Đó. Ở đây với mình Coco Home là mình chung luôn đúng không anh? Chung. À dạ. Này là chấu nha, chút xíu là đủ đậu nóng, là khi mà đậu nóng lên rồi là mình sẽ nổ cốm. Cát. Có ghé Coco Home chưa? Dạ em có ghé Coco Home rồi, em chú chỉ con đó. Ôi chú chỉ em qua đó, chú Tám á. Chú với cô. Em mới biết đó chứ em đâu có biết ở đây đâu. Cái này mình làm rồi mình có bán sỉ ở đâu không anh, hay là mình ở đây có mối đặt. Dạ có mối đặt ha. Bán tại chỗ có mối. Dạ. Mối đặt. Mỗi ngày là khách du lịch tới đây chắc đông dữ ha. Thứ bảy chủ nhật thì đông. Dạ. Còn ngày thường ra ra tại gài giờ năm nay nó ít, năm rồi mới dữ. Dạ. Năm nay mùa bệnh đó. Dạ Covid ha. Dạ. Nhưng mà gần đây thì cũng tạm ngưng bệnh rồi, cũng bớt bệnh rồi nên là cũng khách cũng bắt đầu là có lai rai là gần dần dần đúng không anh? Dạ. Cái này là kêu bằng cái lò nổ cốm ha. Lò gan cốm. Lò gan cốm. Đây nè. Lửa cháy dữ lắm nha. Ở cốm này mình bán như thế nào anh? Giá cả như thế bán nào? 25.000 một cây mua 5 tặng 25.000 một cây mua 5 tặng 1. Dạ. Cốm mì ha. Cốm ở đây mình có mấy loại anh? 12 loại. Dạ cốm mì, rồi cốm gì nữa anh có thể anh kể giùm em được không? Cốm mì, gắt, dâu, cacao, sầu riêng, gừng. Ồ, đủ loại hết trơn, đủ loại vị hết trơn. Đây là cốm mì nha. Còn cốm này mình đang chuẩn bị gan này là cốm gì anh? Thì để mình làm ba cốm gừng nữa, còn cốm mì thì cái cộng này. Dạ. Mì cao sản. Mì cao sản. Dạ. Mì cao sản. Cái cọng đó nè, cọng nó gan ra nở gì đó. Ồ. Nở bị gì đó. Dạ. Mì cao sản đó, giờ mới nghe cái cọng này luôn á. Dạ, mì cao sản, mình gan ra cái là nó nở như cái cọng kia. Đó, nở cái cọng này. Ok. Này. Rồi mì. Ôi nguyên một bao luôn nè nha. Đó thì nguyên một cái hồi nãy là cọng mì đó thì mình khi mà mình gan rồi nó sẽ ra một bao như vậy nè. Đó, rất là lớn. Quá dữ rồi. Này, đó.
rất là nhiều vị. Hình như là đây là một cái loại cốm khác nữa nè. Thì mọi con mình tới đây, mọi người khi mà du lịch tới đây thì có thể là thưởng thức rất là nhiều vị nha. Đây là mình sẽ chút xíu nữa thôi là nhờ anh chụm lửa lên rồi thì mình sẽ chứng kiến cái cảnh mà nổ cốm như thế nào. Lâu lắm rồi không thấy được cái cảnh này. Lửa cháy rất là lớn. Đó, đây là lúa nè, chuẩn bị chút xíu nữa là để vô. Mình chút xíu mình để lúa vô thôi, mình có trộn cái gì vô nữa không anh? Mà sao nó nổ được? Không bỏ lúa vô. Thì anh làm thì thấy cái công đoạn nào mà nó khó nhất anh? Cái này nè. Không có gì khó, ăn thương mình quen mà. Qua dạ. Đó nó đứng dễ quay. Dạ. Ăn thương mình quen ha. Đó. Ồ, nó nổ bụp bụp luôn cả nhà. Nó đều rang luôn. Trời ơi, không ngờ nó nhanh nhanh dữ vậy. Này mình sàng lại nè. Đó. Rồi anh bắt đầu anh đổ qua đây rồi. Mình sàng thêm một cái nữa. Con vòng khoảng 15 giây thôi là thành một cái này. Đó, quá dữ chưa? Cát nó nóng. Dạ, cát nó nóng. Mà em nghĩ là nếu mà mình vớt ra không kịp là nó bị khét đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Quậy không đều với mình xúc mà không quen nó khét. Dạ. Ở bên kia có chỗ mà ngồi uống trà rồi luôn ha. Có. Dạ. Cộng dạ. Đây. Giống như bây giờ nếu du khách muốn tới đây mà muốn mua thì bán như thế nào anh? Giống như cái này nè. Cái này hả? Cái này là chưa bán đúng không? Cái này nếu mà ai mua nổ không thì bán. Dạ, thì là bán bao nhiêu một ký với anh? Hay là bán một sao? Ký nhiều lắm. Dạ. Nổ này bán bịch nhỏ nhỏ như 25.000. À, bịch nhỏ nhỏ. Nếu bằng cốm này cao. Dạ. Mắc tiền. Rồi ok, cảm ơn anh. Qua bên dùng trà đi. Dạ, qua bên đây dùng trà. Đó, thì bên đây là có chung với Coco Home luôn nha, kế bên luôn, nó ngang qua là tới. Rồi bên đây là gần mé sông rồi, phía bên đây là cái mé sông nè. Đó, sông sông Tiền. Rồi qua đây là cái chỗ uống trà nè, cũng như là những cái chỗ này là nuôi cá nè nha. Ok, sông nước miền Tây nha. Đó, đây hình như là nuôi cá để cho khách tham quan du lịch cũng như là câu cá hay gì nè nha. Rồi qua đây. Đó. Ê. Đây là chú Nồng nha, chú Nồng không biết có nói chưa biết nói chuyện chưa nhưng mà thấy lớn lắm rồi. Hello. 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 Nồng ơi. Hello. Hello. Có khách, có khách. Đó, có khách, có khách. À, hay quá. Có khách, có khách. Má mày. Trời ơi, sao chửi tao mày? Có khách, có khách. Hello. Hello. Ôi, hello, nghe hello nghe gõ ghê luôn. Này chưa có chắc ngập người lạ rồi, chưa có muốn nói nè. Hello. 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 Nhông ơi. Nhông. Hello. Đó.
Thì keo được chia sẻ thì cũng biết nói, nhưng mà có thể là gặp khách lạ nên là chú chim không có muốn nói rồi nè. Đó thì chú nhồng này rất là đẹp, cái mỏ này với lại cái vành này cũng rất là đẹp nè. Này chắc phải lọc lưỡi vài lần nữa mới biết nói chuyện nha. Hello. Hello. Rồi đi qua đây. Đây là cái chỗ bán bánh kẹo nè, cốm kẹo. Ở đây cũng bán cốm kẹo rất là nhiều. Chị ơi em muốn mua cốm á chị. Dạ, ở này mình có bao nhiêu cái loại, bao nhiêu cái vị vậy chị? Em thấy nhiều loại quá nè. À, cốm này ở đây thì có 11 vị. Dạ, 11 vị. Đúng rồi em. Cái này là sầu riêng. Sầu riêng. Sữa. Dạ. Này là cốm rừng. Dạ. Sầu riêng là mình làm từ cơm sầu riêng ha em. Dạ. Cơm rừng. Cơm sầu riêng luôn ha. Cơm sầu riêng luôn. Hay quá. Đây đặc biệt ngon ở chỗ đó. Dạ. Đây là sữa dứa. À. Này cốm dâu, sữa dạ. Dâu thì mình làm từ mứt dâu. Dạ. Này là gất, là em biết cái gất là mình để nấu xôi chị. Dạ. Đó. Ồ, hay quá chị. Cơm khóm. Cơm khóm luôn. À. À, gói này thì tứ vị gồm có mì, sữa, dâu với dứa. Trời ơi. Gói này có 4 vị trong này. Dạ. Còn này là cốm mì thì chỉ có 2 loại. Dạ. Mì đậu phộng ăn chay được. Dạ. Này là mì chà bông. Mì dạ. Này chỉ có gói này là cốm mặn thôi. Vâng, vâng. Cốm ca cao. Cốm ca cao. Trời ơi quá trời vị rồi. Em bây giờ em cái này là bao nhiêu một phần vậy chị? 25.000 một gói. 25 ha. Bây giờ gói chị tặng gói thứ 6. 5 gói lên gói thứ 6. Cốm ở đây thì nó ngon hơn cốm chợ nhiều em. Dạ. Rồi kẹo dừa ở đây là không đường luôn, không bột béo. Không đường, không bột béo. Kẹo dừa nè. Kẹo dừa luôn. Đó. Quá dữ luôn, không đường, không bột béo. Ở đây có rất là nhiều là cái giống như đặc sản ở đây nè, khi mọi người tính du lịch tới đây là có thể là mua về làm quà tặng, cũng như là có thể là mình thưởng thức ở trong gia đình của mình luôn. Ồ, ở đây là kẹo kẹo gạo lứt hả chị? Kẹo gạo lứt. Dạ. Yeah. Gạo huyết rồng đó cưng. Gạo huyết rồng. Gạo huyết rồng. Dạ. Ồ, cũng bán trà luôn hả chị? À, trà, dạ. Trà này là chị đặt hàng. Cái trà em muốn trên bàn là trà lài. Vâng. À, trà lài là chỉ có ở đây mình mới có. Mình độc quyền cái trà lài đó em. Dạ. À, vậy là đây lại bên đó chút xíu em qua lại em muốn được ha. Cái bàn đó là dọn cho em ngồi uống trà ăn bánh mứt. Dạ, ôi hay quá. Hồi bên đây là chị cũng bán hình như là mật ong hả chị? Mật ong, rượu, rồi nước tàn dừa, dầu dừa. Dạ, nhiều lắm luôn. Dừa, đó. Dừa, son dừa. Trời ơi, du khách tới đây là đủ hết trơn luôn, mua đủ thứ hết trơn nha. Mật ong này coi như là mật ong nguyên chất luôn. Đó, cái này là có rượu luôn nè, rượu này là rượu rượu gít. Con này con gì? Con bạch, con bò cạp. Là gũ gắn với bò cạp cơ. Dạ. Với sâm. Sâm luôn. Loại mình ngâm chung. Dạ dạ. Trời ơi rất là nhiều luôn. Hả? Ba loại mình ngâm chung, gũ rất là nhiều, gũ này gũ quý nè. Còn bên đây là những cái bằng mặt hàng thủ công mỹ nghệ bên đây cũng rất là nhiều luôn nè nha. Đó. Thì mình đi vô vào ngày cuối tuần, nhưng mà mình lựa đi buổi chiều á, nên là khi mà mình đi á rất là vắng, nên là mình dễ quay phim cho cả nhà mình xem nè, nên là mình tranh thủ mình quay. Những cái bức tranh nè để mà triển lãm ở đây để mà du khách ngắm nhìn nè, rất là đẹp. Những cái bức tranh cũng như là bức tranh cái bằng sơn màu á, rồi bức tranh vẽ cũng có nữa nè, rất là đẹp. Tôi nói là khi mà mọi người đến khu du lịch Coco Home ở Long Hồ Vĩnh Long thì phải nói là một cái chuyến đi rất là đáng để mà trải nghiệm, rất là nhiều điều thú vị nha. Đây là phần thứ hai thôi. Phần thứ nhất là mình khám phá Coco Home rồi. Phần thứ hai là mình khám phá lò cốm kẹo với là những cái chỗ bán đồ lưu niệm, những cái món ăn. Đó, khi mà mọi người đến Coco Home thì mọi người có thể là đi bằng hai đường. Thì một thì có thể là gọi vào trực tiếp số điện thoại của Coco Home là 02703 505356, thì có thể là mọi người có thể là được nhân viên chạy tàu qua đón, đưa đón luôn. Rồi có thể là mọi người đi bằng đường Phà An Bình hoặc là đường Phà Đình Khao nha, thì đi bằng xe lớn có thể là đi tới nơi luôn. Đó, tới đây vui lắm cả nhà ơi, thiệt. Tới mình thấy mình vui mình mới quay cho cả nhà mình xem á, nếu mà không vui là mình không có chia sẻ đâu. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, và mọi người có du lịch đến Vĩnh Long thì mọi người nhớ ghé Coco Home này để mà tham quan chụp ảnh cũng như là đi
du lịch với người thân và gia đình của mình nha. Thì bây giờ mình sẽ qua thưởng thức trà cả nhà. Cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng nha. Bye bye, cảm ơn mọi người.